Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7/HDTV, website hungyentv.vn, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên. Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí thường trực và nguyên thường trực tỉnh ủy. Hội nghị làm việc trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 12. Trong ngày hôm nay, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, truyền đạt chuyên đề tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Trong ngày mai, mùng 6 tháng 12, các đại biểu sẽ tiếp tục nghiên cứu truyền đạt hai chuyên đề, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc thi Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Ban giám khảo cuộc thi đã tiến hành đánh giá thực địa, chấm điểm 18 tuyến đường tham gia. Đã có 12 tuyến đường lọt vào vòng chung khảo của cuộc thi. Nhiều tuyến đường có bề mặt rộng trên 5m, dài từ 700 đến hơn 1 km, được bê tông áp phan, có cống rãnh thu gom nước được cứng hóa, có biển báo an toàn giao thông, hệ thống điện chiếu sáng an toàn và đồng bộ về quy cách. Hai bên đường được trồng cây bóng mát, cây cảnh, cây hoa hoặc vẽ tranh bích họa trên tường. Đường được các hộ dân sống hai bên thường xuyên chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh, môi trường gọn gàng sạch đẹp. Dây điện, dây viễn thông được bó gọn gàng, không treo băng rôn, bản đồ trái phép, không có quảng cáo giao vật, đặc biệt có sự tham gia đóng góp của người dân và huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện trên 20% tổng giá trị công trình. Văn Giang có 3 tuyến đường lọt vào vòng chung khảo. Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, năm nay, hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các địa phương đã được khẩn trương khôi phục. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo nhu cầu xã hội được xem là giải pháp quan trọng góp phần giảm nghèo bền vững, tạo việc làm cũng như cơ hội lập nghiệp, giúp ổn định đời sống người dân, đặc biệt tại các vùng địa bàn khó khăn. Các địa phương trong cả nước đã mở các khóa học với 18 danh mục nghề đào tạo trong năm nay. Sau các khóa học sẽ có những học viên lập nghiệp với nghề mới, nhưng để nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn, bài toán đồng bộ về nhiều nguồn lực vẫn sẽ cần phải đặt ra. Sáng nay, xã Vân Du, huyện Ân Thi đón bảng xếp hạng cấp tỉnh cụm di tích đình đền chùa thôn Châm Nhị. Đình làng Châm Nhị được xây dựng để tôn thờ ba vị thành hoàng làng: Minh Lang, Huy Linh Đại Vương, Thượng Đẳng Tôn Thần, Cử Thần Ông Búa Dũng Mãnh, Đại Thần Vương và Linh Lang Đại Vương. Đền Châm Nhị thờ Liên Hoa Công Chúa, con gái vua Đinh Tiên Hoàng. Các di tích này được khởi dựng từ sớm vào cuối thời Nguyễn, có kiến trúc kết cấu kiểu chữ đinh. Đình gồm hai tòa, đại bái và hậu cung. Chùa gồm tiền đường và thượng điện và vẫn giữ được các đạo sắc phong và các hiện vật quý giá như bia đá, các bức đại tự câu đối. Trong kháng chiến, cụm di tích này còn là nơi hoạt động cách mạng, nội nữ du kích Hoàng Ngân và của các đồng chí tiền khởi nghĩa tại địa phương. Đến nay, khoảng 92% cơ sở y tế đã triển khai việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip điện tử, song tỷ lệ khám chữa bệnh có tra cứu bằng căn cước công dân chỉ đạt khoảng 4,36%. Như vậy, qua 9 tháng thí điểm, số lượng người dân đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế được cơ sở y tế tra cứu thông tin bảo hiểm y tế qua căn cước công dân gắn chip còn rất thấp và tỷ lệ tra cứu thành công cũng chưa cao. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Y tế đề nghị các sở y tế, các bệnh viện, viện thuộc Bộ Y tế, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh cùng Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam nghiêm túc thực hiện việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, căn cước công dân gắn chip hoặc qua ứng dụng VNEID. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, trên đường tỉnh 376, địa phận xã Hải Triều, Tiên Lữ đã xảy ra va chạm giao thông giữa xe ô tô và xe đạp, làm một người thiệt mạng. Người điều khiển xe ô tô gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân là bà Vũ Thị Tiền, 65 tuổi, thường trú tại thôn Triều Dương, xã Hải Triều. Bà Tiền điều khiển xe đạp từ hướng thị trấn Vương về xã Hải Triều. Sau khi va chạm, bà Tiền đã tử vong tại chỗ, lái xe gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng huyện Tiên Lữ tiếp tục điều tra thông tin chiếc xe ô tô gây tai nạn và người điều khiển để làm rõ nguyên nhân. Khoảng 20 giờ ngày 4 tháng 12, nhận được tin báo cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Kim Khánh, số 6 Phan Châu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn xảy ra cháy. Các lực lượng chức năng công an tỉnh Bình Định đã huy động xe chữa cháy, một xe bơm và hơn 100 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Trong kho chứa lượng lớn nhu yếu phẩm như mì gói, dầu ăn dễ cháy,
lực lượng chức năng đã nỗ lực không để cháy lan ra khu vực xung quanh, đồng thời di chuyển hơn 10 phương tiện đang đậu đỗ gần đó đến vị trí an toàn. Do kho hàng khóa kín nên lực lượng chữa cháy phải phá cửa chính để vào trong. Đường luồng, đường nội bộ trong kho quá chật cùng với khói phủ dày đặc nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải thuê máy múc để cào số hàng trong kho ra ngoài, cào tới đâu xịt nước chữa cháy đến đó. Đến 7 giờ ngày 5 tháng 12, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Những ngày qua, khi các báo phản ánh về việc một doanh nghiệp xây dựng ngang nhiên cho xe tải múc trộm hàng ngàn mét khối cát tại khu đất dưới chân cầu Thuận Phước mang đi san lấp nền cho dự án khu tái định cư phục vụ giải tỏa làng Đại học Đà Nẵng, Sở Tài nguyên Môi trường đã vào cuộc. Qua kiểm tra, vị trí khai thác cát được phản ánh là khu đất dịch vụ liền kề nhà ở, khu công viên phần mềm số 2 thuộc địa phận Thuận Phước, quận Hải Châu do Trung tâm Phát triển Quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý. Theo cơ quan này, kiểm tra và qua làm việc với các cơ quan liên quan, xác định thông tin phản ánh về việc khai thác vận chuyển đất cát trái phép nêu trên là đúng. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu đơn vị dừng ngay việc thi công, di rời toàn bộ thiết bị phương tiện ra khỏi khu đất và tiếp tục lập hồ sơ xử lý. Chính quyền nhiều thành phố tại Trung Quốc mới đây đã thông báo nới lỏng các biện pháp hạn chế COVID-19 khi nước này cố duy trì chính sách Zero COVID-19 một cách có mục tiêu hơn và giảm thiểu bất tiện. Tại thủ đô Bắc Kinh, cư dân thủ đô ủng hộ việc dỡ bỏ các quầy xét nghiệm COVID-19 vì thành phố ngừng yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính như một điều kiện để vào những nơi như siêu thị. Quy định tương tự sẽ được áp dụng với khách đi tàu điện ngầm, nhưng nhiều địa điểm khác, bao gồm văn phòng, vẫn yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm. Thành phố phía Nam Thâm Quyến tuyên bố sẽ không còn yêu cầu người dân xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính để sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc vào công viên. Trước đó, động thái tương tự đã được đưa ra ở Thành Đô và Thiên Tân. Đây là dấu hiệu cho thấy việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch của Trung Quốc đang tăng tốc. Núi lửa Semeru ở tỉnh Tây Java của Indonesia vừa qua bất ngờ hoạt động trở lại vào sáng sớm ngày 4 tháng 12. Ngọn núi lửa phun cột khói dày đặc cao khoảng 1,5 km. Theo truyền thông Indonesia, chính quyền đã phát đi cảnh báo cấp cao nhất sau khi núi lửa Semeru hoạt động trở lại và kêu gọi người dân sống gần ngọn núi lửa đi sơ tán. Họ cũng đã phát khẩu trang chống bụi cho người dân địa phương. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai của Indonesia cảnh báo người dân phải tránh xa ngọn núi lửa trong bán kính 5 km và cảnh giác nguy cơ phun trào dung nham. Núi lửa Semeru bắt đầu phun trào lúc 2 giờ 46 phút sáng 4 tháng 12. Lần gần nhất núi lửa hoạt động là vào tháng 1 năm 2021 và phun cột khói cao 5,6 km. Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang liên tục khuyến cáo người dân địa phương tránh ra ngoài vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn trong bối cảnh khói mù đang bao phủ nhiều địa phương ở Ấn Độ. Theo hệ thống nghiên cứu dự báo thời tiết và chất lượng không khí của chính phủ, chỉ số chất lượng không khí AQI vẫn ở mức rất kém, trong khi chỉ số hạt bụi mịn PM10 và PM2.5 vẫn ở mức tương ứng là 161 và 86. Ở thành phố Lahore, Pakistan, chất lượng không khí thường xấu đi trong mùa đông từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau, khi nông dân ở Punjab, Ấn Độ bắt đầu đốt gốc dạ, tạo ra khói dày và lan tỏa bao trùm một phần lãnh thổ của Pakistan. Ông già Noel di chuyển bằng cỗ xe tuần lộc là hình ảnh quen thuộc với nhiều người. Thế nhưng để tạo sự mới lạ, một thợ lặn ở Nhật Bản hôm nay đã hóa thân thành ông già Noel rồi bất ngờ xuất hiện bên những đàn cá trong thủy cung nổi tiếng ở thành phố Yokohama. Chương trình biểu diễn đặc biệt nhằm khởi động mùa lễ Giáng sinh năm nay ở Nhật Bản. Thay vì mang đôi ủng và vác theo bao quà to, ông già Noel tại thủy cung Hakejima, thiên đường biển Yokohama đã mang chân bơi và bình dưỡng khí để có thể bơi trong bể nước bên cạnh khoảng 3.000 con cá. Ông già áo đỏ cũng không quên mang theo thức ăn để phân phát cho những sinh vật biển hiền lành này. Chương trình biểu diễn đặc biệt đã thu hút rất đông khách tham quan. Theo Ban Quản lý Thủy cung Hakejima, thiên đường biển, ông già Noel sẽ tiếp tục cho cá trong bể ăn hàng ngày cho đến ngày Giáng sinh 25 tháng 12 tới đây. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể gửi những thông tin mới nhất cho chúng tôi về các địa chỉ email thoisuahi@gmail.com, fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7, cái ngã HDTV. Để xem lại bản tin, quý vị có thể truy cập các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7, cái ngã HDTV, website hungyentv.vn, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.